những màn khắc hóa đỉnh cao của loạt sao nữ Cbiz, nhắc đến phim truyền hình cổ trang Trung Quốc thì không thể không nhắc tới các tạo hình nhân vật lương thiện trở nên khắc hóa, được, những diễn viên có vai diễn khắc hóa ấn tượng nhất và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng rất nhiều khán giả. 1. Công Lệ, nhắc đến Công Lệ, chúng ta thường nhớ đến khả năng diễn xuất thần sâu và nhan sắc quý phái, lạnh lùng của cô trong bộ phim chân hoàng truyện vô cùng kinh điển với những màn cung đấu khắc nghiệt và kỹ năng diễn xuất vô cùng xuất sắc của tôn lệ không chỉ thể hiện được hình ảnh ngây thơ của một cô gái trẻ chưa vướng bụi trần cho đến sự lột xác khi bản thân đã phải trải qua rất nhiều màn đấu đá chốn hậu cung để có thể trở thành một hy quý phi sắc sảo đầy mưu mô hai triệu lệ dĩnh triệu lệ dĩnh đã khiến khán giả yêu mến với nhân vật tiểu quốc vai diễn thành công bậc nhất trong sự nghiệp của cô người xem đã thấy được thần thái ma mị cùng ánh mắt lạnh lùng sắc sảo ở nàng mỹ nữ cuối phim nhân vật tiểu cốt vì chịu đựng quá nhiều nỗi đau và uất ức đã không thể ngăn bản thân mình hắc hóa từ nàng tiểu cốt ngây thơ lạc quan với ngũ quan xinh đẹp triệu lệ dĩnh như lột xác thành một con người khác hình ảnh yêu thần ma mị sắc sảo trong từng ánh nhìn động tác lần này với tạo hình khác lạ sắc sảo và ma mị khán giả lại bị cuốn vào một vẻ quyến rũ khác của triệu lệ dĩnh kết hợp với màu đỏ tươi khí chất của triệu lệ dĩnh cũng thay đổi hẳn vô cùng khác lạ ba lý thấm sở kiều truyện là bộ phim thành danh của lý thấm với vai nguyên thuần công chúa thực ra nguyên thuần là một mỹ nhân lương thiện hiền lành nhưng si tình đến mức mù quáng trải qua bao đau khổ mất mát thù hận mang trong mình nỗi hận với người mình yêu nguyên thuần đã trở thành một trong những ác nữ xuất sắc trên màn ảnh từ ánh mắt không còn trong trẻo mà trở nên sắc sảo đến nụ cười khinh miệt của nàng công chúa khi hát hóa được nữ diễn viên thể hiện vô cùng thành công giúp Lý Thấm trở thành cái tên được khen ngợi diễn xuất trong dàn tiểu hoa thế hệ 9X4. Cao Viên Viên Cao Viên Viên gây ấn tượng mạnh với khán giả thông qua các phân đoạn khắc hóa trong ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003. Cô hóa thân thành nàng chu chỉ nhược vì yêu mà sinh hận, luyện cửu âm bạch cốt trảo rồi biến thành kẻ tàn nhẫn, thâm độc trong tạo hình mới, vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng của Cao Viên Viên biến mất nhường chỗ cho cặp lông mày công nhìn vô là đã thấy ác và dữ dằn rồi. năm Dương Tuyết Dương Tuyết cũng là một trong những mỹ nhân si khắc hóa đỉnh cao trên màn ảnh với vai Giang Ngọc Yến trong Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Không cần trang điểm tỉ mỉ, Dương Tuyết vẫn gây ấn tượng với cảnh khắc hóa, thần sầu. Ngoài nhan sắc đẹp không góc chết thì Dương Tuyết cũng được yêu mến bởi tài năng diễn xuất đỉnh cao dù không phải nữ chính. 6. Lưu Đào phải công nhận rằng nhân vật Mỹ Xu trong Mỹ Nguyệt truyện là vai diễn phản diện để đời của Lưu Đào khi nhân vật này được nhận xét là ác một cách triệt để, ác đến tàn nhẫn trợn người. Ban đầu, Mỹ Xu vốn là cô nàng trong sáng, lương thiện và luôn đứng về lẽ phải nhưng vì hận tình mà hắc hóa. Ngay từ giây phút biết Tần Vương Thị tẩm mị Nguyệt, Mỹ Xu đã quyết tâm từ nay về sau chỉ sống để trả thù và hành hạ đối thủ. Mỹ Xu đã ác thật sự và rất quyết đoán, rõ ràng chứ không nửa nạt nửa mở như nhiều nhân vật khác. 7. Sa Thi Mạng Vào năm 2018, Sa Thi Mạng ghi dấu ấn với khán giả qua nhân vật Nhàn Phi trong bộ phim Cung đấu Duyên Hy Công Lược. Tuy chỉ là vai phụ nhưng nhân vật này lại chính là sức hút của bộ phim bởi sự chuyển biến tính cách và hành động phức tạp. Ban đầu, Nhàn Phi là Phi tần sống một cuộc sống an nhàn, không màng tranh sủng. Nhưng sau này, gia đình cô rơi vào cảnh khốn cùng khiến Nhàn Phi hắc hóa, không cần trang điểm, kẻ mắt, tô son. Sa Thi Mạng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người xem nhận ra Nhàn Phi đã khác.